Tiểu sử Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, là một tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam, hàm thiếu tướng. Ông hiện là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tham nhũng kinh tế buôn lậu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê quán tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học Chính quy, chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 1 tháng 6 năm 2020, tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, Bộ Công an cũng trao quyết định thăng hàm sĩ quan nghiệp vụ từ thượng tá lên đại tá đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Cùng ngày, tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định chỉ định bổ sung đại tá Nguyễn Ngọc Lâm tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh. Với tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy tận tâm tận lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động luân chuyển Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03. Phát biểu tại lễ công bố, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ trên cương vị mới. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy ghi nhận đóng góp của cá nhân các đồng chí trong công tác tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thời gian tới. Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, trong thời gian đợi kiện toàn ban giám đốc, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giữ vững thành tích đạt được trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm và Thượng tá Bùi Quang Bình cũng đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn đến tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã luôn quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện để các cá nhân đồng chí và tập thể công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai đồng chí gửi lời cảm ơn đến đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, cán bộ cảnh sát công an tỉnh đã đồng lòng, đồng sức thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đưa công an tỉnh 2 năm liên tục đạt được danh hiệu cờ thi đua chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý khác, đặc biệt là sự ghi nhận tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa quyết tâm giữ vững truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, tham gia Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2023, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Ngày 17 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03. Thủ tướng bổ nhiệm hai tân Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Sáng ngày 17 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát về điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế buôn lậu.
buổi lễ vinh dự đón Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đến dự. Về phía khách mời có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Hải Chân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Thượng tướng Phạm Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an gửi lãng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là sự quan tâm ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của các cá nhân đồng chí, Chủ tịch nước đối với những cống hiến đóng góp của lực lượng công an nhân dân nói chung và của cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm nói riêng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ tịch nước, chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm là cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ công an cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Dù ở bất cứ cương vị, công tác nào, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thể hiện là người cán bộ trung thành tận tụy, là người lãnh đạo chỉ huy gương mẫu quyết đoán trong công tác và chiến đấu, có năng lực lãnh đạo tổ chức điều hành công việc, quy tụ và đoàn kết thống nhất nội bộ, luôn nêu gương học tập rèn luyện phấn đấu, có uy tín cao trong tập thể đơn vị. Đánh giá nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức, đòi hỏi tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu nêu gương, tinh thần đoàn kết quyết liệt khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức lập chiến công của lãnh đạo chỉ huy công an các cấp. Để đáp ứng được yêu cầu này, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ cảnh sát toàn lực lượng công an nhân dân, phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt của Đảng ủy Công an Trung ương, sự nỗ lực vượt bậc của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, trong đó có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng và mong muốn rằng, với kinh nghiệm thực tiễn trong suốt hơn 30 năm công tác, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm sẽ không ngừng rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp chung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang, củng cố và không ngừng bồi đắp chiến công, thành tích, thành quả của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công xây dựng. Thay mặt đồng chí Thứ trưởng được bổ nhiệm, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và sẽ nỗ lực hết mình cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đoàn kết nhất trí tham mưu với đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, anh hùng lãnh đạo toàn lực lượng công an nhân dân, gương mẫu đi đầu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị kết luận về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia, dân tộc.